không? Ăn gì đấy? Tắt nha. Anh đang đi chấm than, không có nhà không đi được. Anh nói cái gì đấy? Đi chấm than đi. Nghĩa là gì? Học lớp mấy rồi? Giống chấm than là y thêm dấu nặng ấy. Y thêm dấu nặng. Ừ. Y nặng. Y. Mất dậy. Mày ở nhà người khác thì mày phải biết điều một tí chứ. Sáng sớm không cho anh ngủ à? À, xin lỗi nhá, đây không phải nhà người khác, đây là nhà anh. Mày nhìn lại giờ đi, sắp đến giờ ăn cơm trưa rồi. Hợp. Tóm lại là tắt cái loa rè đi, không đây cho vỡ alo đấy. Con thần kinh. À. Mày bảo ai đồ thần kinh? Đúng là khắc tinh của mình. Cháu mấy ông ạ. Thôi, ngồi xuống đi. Thế nào, về đây đã quen chưa? Cháu cũng hơi quen quen ạ. Nhưng mà cứ ngồi một chỗ cháu buồn chân buồn tay lắm. Đôi khi ta phải sống chậm lại để điều chỉnh bản thân cho phù hợp với hoàn cảnh mới, về tâm thế cũng như tác phong sinh hoạt, cũng như việc rót trà này. Cháu nên nhớ đừng rót đầy chén thế này. Trong kinh doanh cũng vậy, không bao giờ được rót hết vốn của mình vào một chỗ. Cháu có hiểu không? Đừng rung chân nữa, tác phong xấu đấy, không lịch sự gì cả. Hôm nay ông muốn cả nhà có một bữa cơm đông đủ cũng là để nói vài ba câu chuyện. Bố các cháu mất đi là một biến cố lớn, nhưng gia đình chúng ta có thêm hai thành viên. Ông hy vọng sau tất cả, mọi người sẽ gắn bó với nhau hơn. Chí mới về đây, ắt sẽ còn nhiều điều bỡ ngỡ. Cho nên Châu là chị gái, Ngọc là em gái, hãy giúp Chí nhé. Vâng ạ. Có vấn đề gì cậu cứ hỏi mọi người. Vâng ạ. Sống chung một nhà không tránh khỏi có những lúc va chạm, nhưng đã xác định là người một nhà chung máu mủ thì hãy nhìn vào điều đó để sống với nhau bao dung hơn. Thôi, nào cả nhà ăn đi. Cậu ăn đi. Thích món gì bảo chị Hảo. Vâng ạ. Cháu mời cả nhà. Uầy, ngon thế. Ông ơi, cháu lấy cho ạ. Ấy, dùng cái muôi kia. Cháu không nhìn thấy ạ. Con xin phép ông, xin phép mẹ ạ. Ngọc, ngồi xuống ăn đi đã. Kinh lắm ạ. Ông bảo tôi mang cho cậu ít sách, khi nào cậu đọc xong thì nói chuyện với ông. Con chào mẹ. Ôi ôi, mẹ nhớ em bé của mẹ lắm nhá. Từ hôm mà con đi đến giờ ấy, mẹ muốn nhìn mặt con, mẹ nhớ con lắm ấy. Nhưng mà khó quá cơ. Phải nói chui vọt mép ra con. Chị mày mới cho mẹ mượn điện thoại để nói chuyện đấy. Mẹ muốn mua điện thoại mới thì mẹ cứ nói thẳng ra, cứ phải vòng vo mãi. Này, mẹ chờ con mấy hôm nữa nhá, xong rồi con xin ông đi làm. Xong rồi tháng lương đầu tiên con mua cho mẹ cái điện thoại hịn hịn nhá. Ôi trời. Này, mẹ xem ở trên phim Hàn Quốc ấy, mẹ thấy con nhà giàu tiền tiêu không hết. Ê, sao ông nội chưa cho con tiền tiêu vặt à? Chưa được ạ. Ông bảo con phải học đã, với cả đọc sách nữa. Này, đọc hết đống này luôn. Thì làm
gì có thời gian mà tiêu tiền nữa. Nhưng mà mẹ yên tâm đi, đến lúc mà tiền nó chảy vào túi con ấy thì nó chảy không ngừng nghỉ luôn. Con sẽ cho một nhánh chảy thẳng vào túi mẹ nhá. Ôi giời ơi, mẹ yêu. Này, chém gió không phải đi tù nên thích chém gì thì chém à? Ở đấy đã quen chưa? Có ai gây khó dễ gì không? Em có ông chống lưng nhá, đố ai dám làm gì đấy. Con trai mẹ khôi ngô tuấn tú thông minh, kiểu gì ông nội chả trọng dụng con. Nhớ nhá, bám chặt lấy ông nội, moi hết tiền rồi gửi về cho mẹ nhá. Mẹ ở dưới đấy chịu khó mà học hành, nhớ là phải nghe theo lời sắp xếp của ông đấy. Em biết rồi, đang nỗ hết cả lực đây này. Này, thế mấy đứa con của em thế nào rồi? Chị cho em gặp chúng nó cái. Cái thằng này, mẹ thì không lo, cứ lo con chim. Mẹ ném mấy con chim đi bây giờ đấy. Thôi nhá, lúc khác gọi lại. Ơ à? Chưa chào đã tắt rồi. Giải điện thoại con đây. Con đi giao thuốc đây. Nhanh lên Chí ơi. Vâng ạ. Học đòi à? Bẩn. Dự án xây dựng nhà máy công nghệ cao ở miền Nam, chúng ta phải cân nhắc thật kỹ, bởi vì dự án này sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền của, trong khi tất cả những hệ thống nhà máy của chúng ta hiện nay vẫn đang hoạt động tốt. Trong ngành, các công ty dược đã có rất nhiều nhà máy đạt chuẩn công nghệ cao. Vậy, Cao Dược với vị thế và tầm nhìn, tại sao lại không? Chết! Lần này trở lại, cháu thấy thế nào? Cháu vẫn luôn tin là cháu mang dòng máu họ Cao ông ạ. Lần này cháu sẽ thay đổi, cháu sẽ cố gắng ạ. Dòng máu nhà họ Cao thì không thể để lưu lạc bên ngoài được. Dạ. Nhưng cháu phải hiểu rằng không phải bất cứ ai họ Cao cũng đều ở vị trí kế nghiệp. Bởi vì đứng đầu một gia tộc, một cơ nghiệp, không phải chỉ cần có năng lực, khả năng xoay sở, thu phục nhân tâm, mà cái quan trọng nhất là dám đứng mũi chịu sào để hoạch định tương lai. Cháu hiểu không? Cháu hiểu ạ. Vậy cháu có biết rằng hiện nay cháu đang không có bất cứ một phẩm chất nào mà ông vừa mới kể.